Kiểu thằng khỉ đá vô mấy mùa 1 mà sao tụi giò cơ rồi nó không xuống, bây giờ chi hai này chứ. Giờ 12 đá vô 11. Anh. Sao đấy? Lâm Banh đang quay phim. Ờ Lâm Banh đi. Điện banh đại đại, banh đây này, để anh đại nó lắm. Cái dây dục ra con.
đây đây. Mẹ nói Thiện bắt vô cho con. Đại nghĩa con bàn mà do không ai lụm banh không quay phim chứ không mà hôm chết cái banh đấy cho thằng Đại vài rậu. Do nghĩa em có người lụm banh á. Mấy phòng à? Năm phòng này. Mấy cái anh em không à, khỉ giỡn rồi hay khỉ? Bốn à, mấy bốn không mà giỡn con? Bốn, bốn mà. Nghĩa con bàn gian hai bàn là ba. Ê! Ê! Đại nghĩa mà nếu mà có ai lụm banh là quay phim đi vào đâu đó, có một bàn đúng không? Máy 12.50 trước á, đây. Đây 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 con. Thank you.
An Hy. Ê ném một nước kia nè, cái bồn nước kia nè con, đó chỗ ông đại á. Ném một gỡ về mấy thằng nhỏ nó hết sức đâu. Bên đây đâu có dự bị, bên kia có ngựa. Giang Hy kia Giang. Bạn đập nhị qua thằng Hy. Sợ bác bàn Hy đâu. Bác gì nó, con bỉ nhị nó cũng đâu. Đâu đâu chào về bình thường con, 6 giờ xong mà con, bữa mình về 6:30 bình thường mà. Gửi đi ý ồ thú môn ờ thú môn hay ngon ngon ngon. Vậy. Thu cái nữa đâu. Yeah.
Hay ghê. Anh mình chiên ngéo quá mạnh kia ơi. Bể hai rồi đây, thiện thiện lấy bên đây đã đỡ rồi con. Bán 12 tận dụng cho xuống cơ hội sát công thành, người ta đã ra hoài không mà làm gì. Bể hai bể hai gắt nem chứ. Ê nó chuyền hay màn hy giờ nó ngắn quá. Thì này chẳng bám dữ quá. Anh đi. Ăn rau Hùng đẩy gì? Tùng Minh kia. Vào. Ê. Không ngon không? Hùng tao nhớ nhắn cái nick qua không? Bỏ vàng.
Thì đó tiền về giữa luôn á càng ơi. Trả vô đi hậu về tiền về giữa càng ơi. Anh. Lâu 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 lâu. Nhảy lụm lụm anh con. Đại đá mất rồi. Đó, ở ngang chỗ cái đá nhảy ra. Đó đó nhảy qua con chỗ đó. Ơi 37 rồi. Còn 4 cái gỡ tốt. Chứ mình làm gì mà giết người vậy rồi đi. Ê. Ê. Tới cái banh xeo kia. Banh chung tùng kia.
Thế Tùng, thế Ngư. Nhớ nhớ lụm dùm cái banh ngang vô xi đó con. Cho thằng Đại đá bắt đầu không ai lụm á. Đổ banh luôn anh nhớ.